Xin chào bạn, trong bài này mình sẽ chứng minh một tính chất rất đẹp trong hình học sơ cấp, nói rằng là mọi tam giác đều là tam giác đều. Chứng minh của mình như sau. Xét một tam giác ABC. Là một tam giác bất kỳ trong mặt phẳng. Và nhiệm vụ của chúng ta là chứng minh tam giác ABC là một tam giác đều. Để chứng minh điều đó thì trước tiên chúng ta sẽ chứng minh là tam giác ABC là một tam giác cân tại A. Để thực hiện việc này thì đòi hỏi chúng ta phải sử dụng một số kỹ thuật vị hình thơm tương đối khéo léo như sau. Trước tiên chúng ta lấy một điểm F mà trên đoạn AB và một điểm Y trên đoạn AC, sao cho BX bằng BCY. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được hai điểm như vậy. Kế đến, chúng ta nối F và Y lại với nhau. Bây giờ, để chứng minh tam giác ABC là tam giác cân tại A, thì chúng ta sử dụng phản chứng để chứng minh. Giả sử ngược lại, nếu tam giác ABC không phải là tam giác cân tại A, như vậy chúng ta sẽ suy ra được là F, Y phải không song song với đoạn BC. Và việc này kéo theo là đường trung trực của đoạn FE phải cắt đường trung trực của BC tại một điểm. Và chúng ta gọi đó là điểm Y. Bởi vì Y nằm trên đường trung trực của EF, cho nên ta có YF bằng với đoạn YY. Và một cách rất tương tự, bởi vì Y nằm trên đường trung trực của BC, nên ta phải có YB bằng với YC. Như vậy, hai tam giác YFB phải bằng tam giác YYC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Và việc này kéo theo là góc B1 phải bằng góc C1. Mặt khác, bởi vì tam giác YBC là tam giác cân tại Y, cho nên ta cũng có góc B2 bằng với góc C2. Và cuối cùng, bằng phép cộng góc đơn giản, lấy B1 cộng với B2 phải bằng C1 cộng với C2, và ta suy ra được là góc B phải bằng góc C. Việc này nói lên rằng là tam giác ABC phải là tam giác cân tại A. Việc này mâu thuẫn với giả thuyết phản chứng, đó là tam giác ABC không phải là tam giác cân. Vậy giả thuyết phản chứng phải sai, và nói chung là chúng ta thu được một kết luận đáng chú ý, đó là tam giác ABC cân tại A. Và bằng một lập luận rất tương tự, ta cũng có tam giác ABC cân tại B, tam giác ABC cân tại C. Và kết hợp ba điều này lại, ta suy ra được là tam giác ABC là tam giác đều. Đây là một chứng minh rất đẹp và rất tinh tế. Tuy nhiên, đây là một chứng minh sai. Thì các bạn thì chứng minh này sai ở đâu?